Giới thiệu với các bạn, đây là cái mẫu bánh 498, cái loại tải trọng cao này. Bánh này là bánh hơi, đường kính 40, bản rộng 10 này. Đây, cái thông số của nó đây, mắc noát là 400 kg này. Đấy. À, lốp này là lốp có xăm nhé. Tim ốc này thì vẫn 70 này. 7 này, chéo 10 này. Lỗ tim là 63. Cái này thì thích hợp cho các bạn làm những cái xe chở hàng, xe kéo hàng. À, không han, cái không gian khung gầm nó nhỏ bé và sàn thấp thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu bánh này được. Tải trọng thì khá là cao. Đây là cái mẫu đường kính bánh 40 mà có tải trọng cao nhất từ trước đến giờ. Nếu như bánh đây là cái mẫu bánh này thích hợp cho các bạn làm xe sàn thấp. Giới hạn không gian sàn thấp thì các bạn có thể lựa chọn này. Cái bánh này thì là cái loại bánh đường kính nhỏ 400 mà tải trọng cao nhất hiện tại trên thị trường bây giờ. Ngoài ra nếu mà cao hơn nữa thì chỉ có bánh đặc thôi. Còn đây là bánh hơi. Thì các bạn lựa chọn làm cái gì phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn mẫu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới khi có video mới đăng.